Tam Bảo Tụng Kinh và Thọ Trì Quy Giới Phần Phước Phát Sanh lên. Chúng con xin hồi hướng đến các vị huân thầy tổ, ông bà, cha mẹ, thân bằng, quyến thuộc, nội ngoại hai bên của chúng con đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy tùy hỷ phần phước này rồi được tái sanh về nơi nhàn cảnh. Bằng đã tái sanh vào nơi an vui nào rồi thì sự an vui càng thêm tăng tiến. Do phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy làm món duyên lành để chứng đắc A-la-hán, thánh đạo, thánh quả, niết bàn, diệt đoàn tuyệt mọi phiền não ngũ ngầm nơi tâm. Nam mô Phuttha-ya, Nam mô Tham-ma-ya, Nam mô Sang-kha-ya. Dạ kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý tu nữ cùng toàn thể đạo tràng. Dạ sau phần lễ bái Tam Bảo Tụng Kinh và Thọ Trì Quy Giới, dạ Vatthana xin được nhận mic lại cho sít MC Nhật Huỳnh. Dạ kính mời sít Nhật Huỳnh. Dạ sa thú sa thú a ya nam mô sang kha a âm đức cảm ơn đức tuệ nhãn cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ tại duyên. Nhật Quỳnh mến chào Dung Nguyễn, mến chào Trang Thư, kính chào IQ em đó, mến chào Châu Phan, kính chào Diễn Nguyễn, kính chào cô Ái Minh, mến chào Sức Rạng Đông, kính chào Đi Bình Bình, kính chào Giác Ngộ, kính chào Maharaja, kính chào Tịnh Như, kính chào Vinh Quách Thanh Á. Còn một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Sa thú rành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tâm quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Minh Quách Thanh Á đã thay mặt đạo tràng lễ bái Tam Bảo và thọ trì quy giới. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ hôm nay con thấy có đại đức Tuệ Nhẫn vào đạo tràng rồi, con xin thay mặt đạo tràng. Dạ cảm ơn Lady Binh Binh. Dạ con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Tuệ Nhẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn để tiên phong ôn bài pháp cú kinh số 101. Dạ cảm ơn Sức Rạng Đông cho bài học. Dạ con kính dâng bích đến sư. Dạ Nam mô Buddhaya, Nam mô Thammaya, Nam mô Sanghaya. Con cung kính đảnh lễ ân đức ba ngôi Tam Bảo cao thượng. Con cung kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh chư đại đức tăng. Và sư thân chào tất cả quý cô tu nữ, thân chào tất cả quý vị Phật tử. Cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Sư xin ngâm câu kệ số 101. Sahasama pichegatha anathapadisanghita Ekangatha parang sayo yang sutwa upasammati Sahasama pichegatha anathapadisa disanghitam Ekangatha parang sayo yang sutwa upasammati Sahasama pichegatha anathapadisanghitam Ekangatha Padang Sayo Yang Sutwa Upasammati. Dầu nói ngàn câu kệ nhưng không gì lợi ích tốt hơn nói một câu nghe xong được tịnh lạc. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Một lần nữa con kính đảnh lễ cho Đại Đức Tăng và sư sinh nhường mít này cho rung ạ. Dạ, yeah. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Nhẫn. Cô
Vihasamma anattapadasanghita ekangatha padangsayo yang sutta upasammati sahasamma sahasamma vicheyatha anattapadasanghita ekangatha padang sayo yang sutta upasammati sahasama picheyatha anattha padasanghita ekangatha padang sayo yang sutta upasammati. Dầu nói ngàn câu kệ nhưng không gì lợi ích hơn nói một câu nghe xong được tình lạc. Sama pichegatha anatta pada sanghita ekangatha padang sayo yang sutta upasammati. Chữ chữ câu ngàn vạn ít gì, trăm kinh nói mãi lắm khi loạn mù. Một câu có ích cho dù nghe xong tịnh lạc an như đời đời. Dạ, phổ thơ này của Hòa Thượng Giới Đức. À, dạ, tự nhiên đọc thầy xong. Dạ, bây giờ đã thấy tín hiệu của chị Rạng Đông. Dạ, chị. Sa thú cô tu nữ tự nhiên, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, và đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng, con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, sư Tuệ Nhẫn, cô tu nữ tự nhiên, cô tu nữ Thammachari, con kính chào đạo tràng. Kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin kính đọc câu pháp cú số 101. Saha samapi che gatha anatta pada sanghita ekang gatha padang sayo yang sutta upasammati. Saha samapi che gatha anatta pada sanghita ekang gatha padang sayo dạng su tòa u ba tâm ma tí sa hát sa ma pi chê gà tha a nát tha pa đa sang hi ta tê căng gà tha pa đăng say vô dạng su tòa u ba sam ma tí. Dầu nói ngàn câu kệ nhưng không gì lợi ích tốt hơn nói một câu nghe xong được tịnh lạc. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sa hát sa ma pi chê gà tha a nát tha ba đa sang hi ta ê căng gà tha ba đăng say vô dằng su tòa u ba sầm ma ti. Chữ câu ngàn dạng ít gì, trăm kinh nói mãi lắm khi loạn mù. Một câu có ích cho dù nghe xong tịnh lạc an như đời đời. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời Sis Ái Minh.
Dạ, sa thú lành thay. Nam mô Bích Tà Giá, Nam mô Thần Mờ Giá, Nam mô Sàng Khà Giá. Con kính đảnh lễ ân đức chư Phật, kính đảnh lễ ân đức giáo Pháp, kính đảnh lễ ân đức chư Tăng. Con kính đảnh lễ quý chư Tôn Đức Tăng, kính lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Nhẫn, cô tu nữ Tuệ Duyên, cô tu nữ Thanh Má Cha Ri. Dạ, ái minh kính chào quý anh chị. Dạ, con cảm ơn cô. Cảm ơn chị Nhật Quỳnh, cảm ơn chị Trạng Đông. Con xin phép được trả bài câu pháp cú số 101. Saha samabije gatha anathapada sanghita ekangatha padang seyo yang sutta upasammati. Saha samabije gatha anathapada sanghita ekangatha padang seyo yang sutta upasammati. Sahasamati jegatha anathapada sanghita ekangatha padang sayo yang sutta upasammati. Dầu nói ngàn câu kệ nhưng không gì lợi ích tốt hơn nói một câu. Nghe xong được tịnh lạc bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Saha samabije gatha anathapada sanghita ekangatha padang sayo yang sutta upasammati. Saha samabije gatha anathapada sanghita ekangatha padang sayo yang sutta upasammati. Chữ câu ngàn vạn đức gì? Trăm kinh nói mãi lắm khi loạn mù, một câu kết cho dù. Nghe xong tịnh lạc an như đời đời, phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và kính dân nước lời đạo tràng. Dạ, sa thu sa thu lành tay xin đại mình. Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sáng Kha Ya, kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, Đức Phật Giáo Pháp và Chư Tăng, kính đảnh lễ Đại Đức Minh Hạnh, kính đảnh lễ Đại Đức Tuệ Nhẫn. Kính chào cô tu nữ Tham Ma Cha Ri, cô tu nữ Tuệ Duyên cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room. Và con xin được kể kinh là pháp cú số 101. Sahasamapiche gatha anatta pada sanghitva ekang gatha padang sayo yang sutva upasammati. Sahasamabije gatha anatta pada samhita ekang gatha padang sayo yang sutva upasammati. Sahasamabije gatha anathapada samhita ekang gatha padang sayo yang sutva upasammati. Dầu nói ngàn câu kệ nhưng không gì lợi ích tốt hơn nói một câu. Nghe xong được tịnh lạc, bản dịch của ngài Minh Châu. Chữ câu ngàn vạn ích gì, trăm kinh nói mãi lắm khi loạn mù, một câu có ích cho dù. Nghe xong tĩnh lạc an như đời đời, bản phổ thơ của ngài Giới Đức. Dạ, Nam mô Phật Tha Giá. Dạ, con vừa kể xong bài kinh pháp cú số 101. Dạ, kính mời Sít Tài Nhật Huỳnh tiếp theo.
Alo. Dạ, con cảm ơn cô Nhật Bình, cô Tạng Đồng Chú Bát Thà Lá, cô Tự Nhiên. Dạ, con cảm ơn cô Nhật Bình đã nhượng mấy trẻ con. Nam Mô Bút Thà Lá, Nam Mô Tham Bà Lá, Nam Mô Sàng Thà Vã. Con kính đỉnh lễ ân đức chư Phật, ân đức giáo Pháp, ân đức chư Tăng. Con kính đỉnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Nhẫn cùng chư Tôn Đức Tăng. Con kính chào quý cô tu nữ cùng quý cô chú Phật tử trong đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu kinh pháp cú số 101. Sahasamapiche gatha alathapastasanghita ekangatha padang sayo rằng su tòa upasamati. Sahasamapiche gatha alathapastasanghita ekangatha padang sayo rằng su tòa upasamati. Sahasamapiche gatha alathapasanghita ekang gatha badang sayo rằng su tòa upasamati. Sahasamapiche gatha alathapasanghita ekang gatha badang sayo rằng su tòa upasamati. Dầu nói ngàn câu kệ nhưng không gì lợi ích tốt hơn nói một câu nghe xong được tịnh lạc. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc bài xong rồi, con kính mời cô Nhật Quỳnh lên mic ạ. Nam Mô Bụt Thà. Dạ, xà thủ, xà thủ, kính cảm ơn Sư Khá. Nam Mô Bụt Thà. Dạ. Dạ, cảm ơn rất nhận đồng Minh Quách Hà Ná, cô Anh Minh cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Một lần nữa, con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Nhật Bình kính chào đạo tràng. Dạ, con xin được trả bài pháp cuối kinh 101. Dạ, cảm ơn đảnh đồng. Saha Samabhi Chê Gà Tha Anát Tháp Bách Đá Sẵn Hi Ta ê căng gà tha ba đăng say vô văn suốt tỏ ưu ba sâm mát tí. Sa ha sa ma vi chê gà tha anát tha ba đa sẵn hi ta ê căng gà tha ba đăng say vô văn suốt tỏ ưu ba sâm mát tí. Sa ha sa ma vi chê gà tha anát tha ba đa sẵn hi ta ê căng gà tha ba đăng say vô văn suốt tỏ upasammati. Dầu nói ngàn câu kệ nhưng không lợi ích gì tốt hơn nói một câu nghe xong được tịnh lạc. Và đây là bản chuyển ngữ của ngài Hòa Thượng Minh Châu. Sa ha sa ma bi che ga tha anatha ba đà sang hi ta e căng ga tha ba đăng say vô văn su ta u và sam ma ti. Sa ha sa ma bi che ga tha anatha ba đà sang hi ta e căng ga tha ba thân bà đăng say vô văn su ta u bà sam ma ti. Sa ha sa ma bi che ga tha anatha ba đà sang hi ta e căng ga tha bà đăng say vô văn su ta u bà sam ma ti. Chữ câu ngàn vạn ít gì trong kinh nói mãi lắm khi lộn mù một câu có ít cho dù nghe xong tịnh lạc an như đời đời. Và đây là bản chuyển ngữ của ngài Hòa, bản khổ thơ của ngài Hòa Thượng Giới Đức. Còn kính đảnh lễ tri ân chư Tôn Đức Nhật Bình kính cảm ơn đạo tràng. Và trong đạo tràng còn vị nào có thể lên kệ được, Nhật Bình kính mời bàn tay ạ. Nam Mô Bụt Thà. Dạ, dạ.
Nhật Quỳnh có một vị, biết một vị kệ được, nhưng mà vị này ngại chưa chịu cầm mic đây. Có thể đưa bàn tay lên không? Có biết Nhật Quỳnh nói ai không? Dạ, nè. Dạ, con thành kính đảnh lễ đại đức huy niệm và quan năm nẻo đạo tràng. Hạ thú Dung Nguyễn. Dung Nguyễn có cầm mic được không? Có cầm mic được thì Nhật Quỳnh nhường mic. Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu đi, Dung Nguyễn. Dạ, ngại quá, không sao đâu. Ở đây không có lo đâu, không có ai dạy đâu, đừng ngại, cứ cầm mic thử đi. Thử đại đi, còn 4 phút nữa mới đến giờ của quý sư giảng Pháp. Nên là cứ đưa tay lên nha, Nhật Quỳnh, nhận mic, cầm mic đại đi. Đọc được, kệ cũng được, cứ thử đi nha. Dạ, đó, có người ủng hộ đó. Rồi, mời Dung Nguyễn nha. Không sao hết, cứ đọc đi, ở cái room này để Đức Pháp tính cho phép đọc 2 ly rưỡi thì cũng được hết hả Dung Nguyễn? Mời Dung Nguyễn. Nam mô Bụt Thà. Dạ, vậy là Dung Nguyễn không có biết cầm mic rồi. Dạ, chỉ đưa bàn tay lên thôi, nên là đọc rồi không nghe ai, đạo tràng không nghe ai hết. Thôi, để có gì sáng ngày mai thử lại nha. Sáng ngày mai thử lại. À, rồi bây giờ dạ, bây giờ thì đã đến giờ rồi. Nam mô Bụt Thà. Dạ. Dạ, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân này
Đại đức Tuệ Nhẫn đã từ bi hoan hỷ tiên phong ôn bài pháp của kinh 101. Nhục Quỳnh kính cảm ơn Dung Nguyễn, Su Khá, Anh Đức Khá, Quỳnh Bách Thanh Á, cô ấy mình, Xích Rạng Đông, cô tu nữ Tệ Duyên, Quỳnh Bách Thanh Á. Dạ con thấy đại đức huy niệm vào đạo tràng. Dạ sư có thể cho chúng con biết được tín hiệu là hôm nay sư điền quyết cho cả hai vị hay là điền quyết cho đại đức pháp tính không bạch sư? Sư cho con một tín hiệu để chúng con cung kính sư ạ. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ trong khi chờ đợi đại đức huy niệm cho tín hiệu, nhà Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh. Dạ con tri ân sư để cung thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được đại đức huy niệm giảng từ vựng ạ. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sang Kha Giác. Nam mô Ta Sa Bhagavato. Samma Sambuddha Sa Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato. Samma Sambuddha Sa Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato. Samma Sambuddha Sa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ, trời lỡ mọc đặng nhờ ánh sáng, chỗ hoa đành đại tạng mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường, chiều khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi. Quyết lòng mở đạo dạy đời, nhâm vườn lộc dạ ngày dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử, có năm thầy thính giữ pháp từ. Đó là nhóm kiều trận như được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45, hạ giáp vẹn toàn, một lòng trói không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rơi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tích rõ ràng, tịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, con trên thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức huy niệm từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng câu pháp cú kinh số 102. Con cũng xin thay mặt con cũng thành kính đảnh lễ thượng tọa tuệ quyền vừa quan năm vào đạo tràng. Dạ sa thú lành thai, Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính nhân minh đến sư. Thành kính đảnh lễ thượng tọa tuệ quyền từ đức minh hạnh cùng chư tôn đức. Xin chào quý vị trong lớp học. Như thường lệ, trước hết đầu tiên của buổi học hôm nay chúng ta sẽ đi vào phần từ vựng. Cũng như thường lệ, sư đọc 3 lần, sau đó sẽ đi vào trong ý nghĩa của từ vựng của mỗi đoạn. Yoche gatha satang pha se anatha pada sanghitang ekang thamma padang seyo yang sutta upasammati. Lần thứ hai. Yoche gatha satang pha se anatha pada sanghitang ekang thamma padang seyo yang sutta upasammati. Lần cuối cùng. Yoche gatha satang pha se anatha pada sanghitang ekang thamma padang seyo yang sutta upasammati. Đầu tiên chúng ta có đây, mình chia ra làm hai đoạn. Đoạn đầu tiên là
Yoche gatha satang pha se anatha pada sanghitang. Chúng ta có từ gatha satang. Đây là một nhóm từ gồm có gatha cộng cho satang. Sa tá có nghĩa là 100, 100. 100 chỉ do cái số đếm đó quý vị. Gatha, đây là một danh từ nữ tánh, có nghĩa là câu kệ. Nhóm từ này được chia theo đối cách số ít, cho nên ở đây là Gatha Sa tăng, 100 câu kệ, 100 câu kệ. Pha xe, từ này là động từ. Pha xe có nghĩa là nên nói hay là có thể nói. Tiếp đến mình có Anatha Padasanghitang. Trong từ này gồm có, đây đây cũng là một nhóm từ nha quý vị. Chúng ta có tiếp đầu ngữ á có nghĩa là không. Á-tha có nghĩa là có ý nghĩa, có ý nghĩa, có giá trị. Pada là lời nói hay là câu từ. Pada là một câu hay là từ. Sanghita là một quá khứ phần từ có nghĩa là sở hữu, được sở hữu, được sở hữu. Như vậy thì toàn bộ nhóm từ Anathapadasanghita có nghĩa là chứa đựng những từ vô bổ, chứa đựng những từ không có ý nghĩa đó. Không có ý nghĩa là không có lợi ích, không có giá trị. Yoche gatha satang pha se anatha pada sanghitang. Nếu người nào đó có nói 100 cái câu kệ mà chỉ chứa những cái từ vô bổ, không có ý nghĩa, không có lợi ích. Rồi tiếp đến mình có đoạn thứ hai là ekang tham ma padang se yo dân su toa upasammati. Ở hai câu kệ trước thì nó cũng có sự trùng lập, cho nên ở đây chúng ta chỉ cần biết một cái sự khác biệt một chút thôi. Ekang có nghĩa là một, tham ma padang đây cũng là một nhóm từ gồm có danh từ nam tánh là tham má và danh từ trung tánh là pá đá. Tham má pá đăng có nghĩa là một câu pháp. Ê căng tham má pá đăng xây vô dân xuất toa của pá sầm má tí. Thì
nói một câu pháp. Mà đưa đến cái sau khi nghe được được an tịnh nó còn tốt hơn. Như vậy thì toàn bộ kệ ngôn pháp cú ở đây là Yo che gatha satang pha se anatha pada sanghitang ekang thamma padang seyo yang sutta upasamati. Nếu ai đó nói 100 câu kệ mà chỉ chứa đựng những từ vô bổ, thì thà là nói một câu pháp sau khi nghe được an tịnh nó còn tốt hơn. Ở đây Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu Ngài dịch theo lối kệ ngôn như thế này: dầu nói 5 câu kệ nhưng không gì lợi ích tốt hơn một câu pháp nghe xong được tỉnh lại. Rồi, như vậy thì chúng ta đã xong cái phần ý nghĩa của từ vựng của kệ ngôn pháp cú số 102 rồi. Và bây giờ cũng như thường lệ, xin mời ban điều hành của lớp học hãy cung thỉnh Thượng tọa Giảng sư của buổi học ngày hôm nay, đó là Thượng tọa Từ Quyền, sẽ trình bày cho lớp học chúng ta về duyên khởi và ý nghĩa của kệ ngôn pháp cú số 102. Một lần nữa xin mời quý vị. Nam Mô Bức Thầy Giác. Dạ sa thú lành thai. Con xin thay mặt đại chúng đồng rung thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Huy Niệm đã từ bi điền khuyết cho đại đức Pháp Tính giảng từ vựng câu pháp của kinh số 102. Dạ cảm ơn sư Trạng Đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ bây giờ thì đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng tọa Tùy Quyền từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học duyên sự và ý nghĩa cao pháp của kinh 102. Dạ sa thú lành thai Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính dâng mít đến sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Mai Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ thưa đại chúng nghe rõ. Dạ cảm ơn cô Nhật Quỳnh, cô ấy mình cùng đại chúng. Mà chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp và chúng tăng kính lễ đến thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Quy Niệm cùng sư tôn Đức Tăng đang hiện diện trong rung thánh chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử và xin bắt đầu vào thời giảng. Tăng sám mai Phật Cao Qua Bố Thanh Phật Cao Quan Tăng, là Phật Cao Ta Tham Mô Tham Mang Nam Ma Sa Bố Su Bát Ti Pa No Phật Cao To Sa Bố Ca Sang Khổ Sang Khang Nam Ma Mi. Chúng đệ tử xin nghiêm tình thân cầu ý thánh dương đức tam bảo là Phật bảo, Phật bảo Phật tăng bảo nguyện nhờ đức tam bảo hàng dân hội đứng trên tổng đức tăng quý tôn nơi cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bụt Thầy Giá. Và kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, đây là câu pháp cú mà cái duyên sự, tức là một cô gái lấy một cái tên cướp. Sự thật ra thì đó là duyên sự của hai câu kệ, câu kệ 203 nữa. Chứ sự thật ra mà nói dù nói trăm câu kệ nhưng không lợi ích gì tốt hơn nói một câu nghe xong được tịnh lạc. Mà một câu đây là một câu gì? Thì chúng ta đọc qua một cái câu câu số 3 thì chúng ta mới biết đó chính là cái gì câu này. Thì tất cả chúng ta đã được nghe, được biết, dù tại bãi chiến trường thắng ngàn ngàn quân địch, tự chiến thắng mình tốt hơn, thật chiến thắng tối thượng. Thì đó chính là cái ý nghĩa của cái câu số 2. Mà khi sự thật ra thì đúng là giảng câu này thì xem như là giảng hai câu đó, cái đó nó thành thật như vậy. Nhưng điều mà thì thôi thì ngày mai là một chắc là ngày mai Thượng tọa Pháp Tân sẽ nói kỹ về một cái đoạn sau. Chúng tôi chỉ nói tại sao ít câu nhiều câu, chúng tôi sẽ nói về cái đó và cũng như nói về cái duyên sự. Thì kính thưa quý vị, cái duyên sự này rất là đặc biệt, nó cũng phải nói rằng đúng là cái duyên. Khi Đức Phật ở tại Kỳ Viên nói liên quan đến một cái cô gái tên là Kundala Kê Sĩ, có một thương gia rất là giàu có duy nhất một người con gái mà rất là đẹp, và cha mẹ của cô ta giữ cô ta ở trên cái lâu đài mà chúng ta gọi là 7 tầng á, trong cái phòng lộng lẫy, và cho nàng với một người hầu. Thì một hôm á, có một chàng trai trẻ bị bắt á, bị cái tội trộm cắp.
người ta mới trói cái tay của anh ta sau lưng rồi dẫn ra cái pháp trường tại ngã tư họ hành hạ biết bao nhiêu cái lời mắng nhiếc. Thì con gái của thương gia này khi nghe cái đám đông la chạy ra ngoài mới nhìn xuống, thì khi thấy anh ta cái tự nhiên thấy anh ta tội nghiệp và tự nhiên thấy đem lòng thương thương và mến thích anh ta và đưa đến tương tư luôn, cái dạng như vậy đó. Thì phải nói rằng là khi mà mẹ của ta hỏi thì cô ta nói thật như vậy, và đến khi cha của ta nói cũng cô ta cũng cũng khai thật như vậy. Bây giờ cô ta tương tư anh chàng quá, thì thế là cái cha của cô ta đó vì thương con là mới mới đem tiền, mới đem coi như là 1.000 đồng tiền đến để lo lót cho cái quan, chúng ta gọi là cái quan sử đó, cái người mà thi hành án đó, thì để chuộc mạng cho tên trộm. Và thấy là một người khác bị giết thai rồi tâu lên vua, tức là đã xử tử rồi, thì thương gia gả cái cho cái buộc là phải gả cái tên trộm này, cái con mình cho cái tên trộm này. Thì cô dâu này cũng có một cái cô quân đã lát kê sĩ này cũng có một cái rất là tốt đối với cái người chồng của mình, nên chịu khó chăm sóc và đặt trọn tình cảm. Và cô ta chịu khó nấu nướng, cô ta chịu khó chăm sóc tuy thế, nhưng mà cái tên trộm này vẫn nuôi một cái ý đồ coi như là bất lương, cái tâm tư nó ác xấu. Thì anh ta mới nghĩ là bây giờ mình phải giết giết vợ để cướp đoạt cái châu báu và tiền của. Khi anh ta, cái anh ta làm bộ anh ta bỏ ăn, thì cô vợ rất là lo lắng mới hỏi coi như anh ta có bị chắc coi là bị đánh bị đập như thế nào hay là sao đây, hay là do cha mẹ coi như phiền trách hay chuyện gì. Thì anh ta kể không có sao cả, ngày tôi bị trói tôi có dâng một vật phẩm lên cho một vị thần bên bờ vực á, của kẻ trộm á, xin tha mạng á, nhưng nhờ thần á, thần lực của ngài mà tôi được được cưới em, cho nên vì vậy á, không biết phải xử lý như thế nào đây để làm cho trọn cái ân tình này. Thì cô ta suy nghĩ như vậy, thì không biết chồng mình cũng nghĩ là cái này nhớ cái nhớ tưởng đến cái vị thần, chắc là để vậy thôi được rồi, để mình chuẩn bị coi như là vật lễ để cúng bái để báo đáp thần. Thì kính thưa quý vị, thì sau khi mà cưới với nhau xong hay, thì tên trộm này với nhiều cái ý định đó, muốn giết cô ta, mới dụ mới mà muốn dẫn cô ta đi ra ngoài, và cô ta đem theo nhiều cái vàng bạc bên mình. Thì đến ngay cái chỗ mà cái vực thẳm đó mà anh ta nói có vị thần nữa đó, anh ta muốn dâng, anh mới kêu cô ta đem hết những cái vật trang điểm của cô ta đem ra để và những cái vật phẩm để dâng cho thần. Rồi anh ta trèo lên cái đỉnh núi núi vực á, và cái chỗ này nó rất là khó đi. Anh ta suy nghĩ rằng như thế đó thì có thể mới xô cô ta xuống xuống vực được. Thì đi lên trên đó, thì cô ta bảo chồng dâng lễ vật đi, thì tên trộm lặng thinh, có hỏi tại sao hắn không nói. Thì cuối cùng hắn thú thật á, là hắn lên trên đây á, hắn muốn giết cô để lấy châu báu. Thì khủng khiếp vì cái tâm giả man của cái này, thì cô ta mới nói thôi bây giờ cả châu báu và coi như là tấm lòng, tức là đã lấy anh thì thuộc về anh, bây giờ anh cũng muốn giết thì phải chết thôi, thì những điều mà thôi hãy tha cho em đi, coi như là cái ân tình đó thôi. Thì nó nghĩ một chút xíu vậy, thì cô ta mới đọc lên cái bài kệ: hãy lấy vòng vàng này được gắn như ngọc quý, lấy hết và tự nhiên xem tôi như tỳ nữ vậy thôi, không có chuyện gì. Tên trộm vẫn không chịu vì sợ cô ta không giết cô ta về cô ta sẽ nói lại cho cha mẹ, thì cha mẹ coi như là sẽ xử hắn ta. Thì cô ta mới đáp lại bằng một cái câu kệ:
đừng than van quá nhiều, gói của cải mau lên như không còn thêm của cải mi ta lấy. Thì cô ta thấy cái anh chàng này, cái người chồng mình quá tàn bạo, nghĩ rằng cái trí tuệ, cô ta dùng cái trí tuệ của mình để giúp tự mình có thể cứu mình. Và thế là cô ta tính toán, cô ta tìm cách, tức là kéo dài cái thời gian câu giờ. Cô ta mới kể lể lại, ở nhờ cô ta cứu mạng hắn, cho nên hắn, cô ta chính là cái ân nhân của hắn. Và thế nhưng cô ta cũng vẫn coi như làm một cái việc, tức là cô ta vẫn tôn trọng hắn, vẫn coi như là ngay cả quỳ lại hắn, rồi đi vòng quanh vậy đó, rồi để hắn một vị trí ở trên, để cô ta ngồi ở dưới, cô ta lễ lại hắn, rồi cô ta kể lễ nhiều thứ, kéo dài cái thời gian như vậy. Thì cô ta nói rằng thôi, đây là lần cuối cùng cô ta trông thấy anh ta, và từ nay không còn thấy anh ta nữa. Và cô ta quỳ xuống, cô ta ôm hắn, rồi từ sau lưng á, phía sau á, lúc mà hắn quên đề phòng á, thì ngay lúc đó cô ta đẩy anh ta rớt xuống xuống cái vực luôn, thì anh ta chết. Thì lúc đó vị thần ở trong ngay tại cái vực đó mới nói lên: trí tuệ không phải luôn luôn chỉ dành cho bọn đàn ông, đàn bà cũng vậy, tỏ ra khôn khéo và vô cùng lớn. Thì cái thứ quý vị về nhà thì cha mẹ thì cô ta suy nghĩ chết rồi, bây giờ cái mối tình trái ngang của mình như thế này mà mình về mình khai thái thật cho cha cho mẹ thì thế nào, cha mẹ cũng đau lòng và không thể nào tha thứ cho mình được. Và vì cái lý do đó cho nên cô ta mới bỏ cô ta đi. Thì cuối cùng cô ta mới được sinh, và cô ta được được vào nơi chúng xin đi tu. Thì cô ta được chỉ dẫn cho hai cái phương án, một cái tức là tu thiền chỉ, hai là tu cái thiền quán. Thì kính thưa quý vị, cô ta rất là đặc biệt, là cô ta có một cái đặt nhiều câu hỏi mà các thầy thì cho tới cả các cái ni đoàn khó trả lời, cho nên luôn luôn tránh né cô ta. Và kính thưa quý vị, thì thế là cô ta đi vòng quanh vậy đó để tìm người để hỏi. Thì một hôm á, cô ta mới đi đến một cái đống cát trước cái cổng thành á. Cô ta thách thức ai đáp được á, trước cái cổng thành á, cô ta mới cầm một cái cây trước cái cổng chánh á, và cô ta thách thức đố ai có thể dẫm lên được cái cây này. Không ai dám bước qua cái chỗ đó hết, bởi vì nếu mà bước qua cái đó phải trả lời cho cô ta. Và cái cây này cũng nhánh tươi, đây cái này là nhánh héo, mà cô tìm cái nhánh nó tươi hơn. Cứ như thế cô đi đến, cô trẻ con xung quanh thấy cô ta trông cũng như khác thường, những cái điều gì xảy ra. Và lúc đó đó, vì tụi nhỏ nó cũng sợ, nó cũng nghe người ta nói tới cô này cũng rất rối, cô này cô hỏi ngang lung tung, cô rất là sợ. Thì lúc đó ngài trưởng lão Xá Lợi Phất, ngài đi ngang, thì ngài nghe biết được cái sự kiện đó, và trẻ con nó kể lại cho ngài nghe. Thì ngài mới bảo cái trẻ con đó, cứ đi đến nó nhổ lên, cứ dẫm đạp nó đi, người ta sẽ trả lời cho, không sao đâu. Bắt đầu chúng nhào lên cái bãi cát, cái chỗ cái cây đó, cô bứng lên, và cô ta làm cho cái chỗ mà cô ấn định đó, nó đổ hết. Thì khi cô ta đi khất thực trở về đó, xong cô ta mới mắng lũ trẻ: tại sao mà các ngươi dám làm như vậy, sao dám phá phách như vậy? Thì lũ trẻ nó mới báo á, thì thưa cô, đây á, có một ngày có một vị sẽ trả lời được tất cả. Hỏi ai vậy? Thì đó là ngài Xá Lợi Phất. Cái tuổi trẻ nó mới trình bày là như vậy. Thì chiều xuống đó, cô ta đi đến chỗ của
của ngài Sa-la Phất và đặt câu hỏi. Thì kính thưa quý vị, cô ta hỏi bao nhiêu câu hỏi, ngài Sa-la Phất ngài đáp hết, không còn cái gì nữa hết. Cuối cùng ngài hỏi hết, đã hết chưa? Cô đã hỏi tôi nhiều rồi, bây giờ tôi hỏi lại cô một câu thôi. Thì bắt đầu hỏi gì chứ? Thì cô ta mới nói được rồi, bây giờ ngài hỏi đi. Thì ngài mới hỏi rằng cái gì là một? Và thế là cô ta không biết cái gì là một nữa, cô ta không trả lời được. Thì bèn hỏi, cô ta hỏi là cái bèn hỏi lại tôn giả, thì ngài đáp câu hỏi này là câu hỏi của Phật. Vậy con chưa có biết thưa tôn giả, nếu cô vào tăng đoàn thì ta sẽ trả lời câu hỏi này. Thì cô bằng lòng cô đi đến cái tăng đoàn, gia nhập vào, ngay cả cô đã gia nhập vào cái bậc đoàn sau khi mà lo đầy đủ cái bổn phận, cô ta cũng đặt được cũng cái tên của cô ta là Quân Đá Lát Ký, và cô ta có sự tu tập vài ngày sau cô ta chứng đắc thánh quả. Cái duyên của ta chứng đắc thánh quả. Thì trong pháp được các thầy tỳ kheo bạn rất là lạ, bởi cái cô này chỉ nghe một chút ít cái gì mà ngài Xá Lợi Phất sau khi gia nhập vào tăng đoàn, cô đã chiến đấu với cái gì đó mà tại sao mà cô chứng đắc nhanh quá. Thì chúng tỳ kheo nói ở trong cái giảng đường rất là nhiều. Thì ngay khi đó Đức Phật đi đến, ngài mới bèn bảo này các thầy tỳ kheo, đừng có đo lường giáo pháp của ta nó ít hay nhiều. Với 100 câu mà nó vô nghĩa thì chẳng có công đức, có lợi ích gì. Mà chỉ với một câu mà chiến thắng thì sao chiến thắng nhiều cái tên trộm hay cái giặc thù ở bên ngoài không bằng cái tên giặc trộm ở trong lòng mình, thì đó mới là thật sự chiến thắng. Thì kính thưa quý vị, thì thế là Đức Phật đọc lên câu pháp cú vô nói nhiều, nói trăm câu kệ, nhưng gì tốt hơn một câu pháp nghe xong được tịnh lạc, dù tại bãi chiến trường, câu 103, thắng ngàn ngàn quân địch, tự thắng mình tốt hơn, thật chiến thắng tối thượng. Thì cái câu này, cái câu 103 này nó nhiều lý. Nhưng ở đây cái câu mà hỏi là cái gì là một, tức là ở đó chính là chiến thắng được cái lòng dục của mình, đó chính là sự chiến thắng. Đó là một, một cái gì? Một pháp, pháp ái dục. Thì kính thưa quý vị, cái lòng đó là cái gì? Cái lòng dục, cái tên trộm ái dục của chính con người mình. Thì dầu cho mình có giết bao nhiêu kẻ trộm, bao nhiêu kẻ thù ở trên cuộc đời này, nhưng nó không bằng tự mình chiến thắng cái kẻ thù của mình là phiền não hay là kẻ ăn trộm. Kẻ ăn trộm đó chính là cái tâm ác xấu của mình. Quý vị thấy ở trong cuộc sống thực tế, không nói chim có lòng dục, người ta nói non sông dễ đổi mà bản tánh khó dời, nó là như vậy đó. Những cái tật tánh xấu mà chúng ta lại chấp cho rằng nó là cái điều tốt nữa kìa. Có một số người, con người nó rất là lạ, chuyện đó là xấu, chuyện đó là không tốt, mà có đôi khi mình lại cho nó là cái điều tốt. Đây là cái điều hết sức là tệ hại bậy bạ. Ở trong cuộc sống này, cái sai mà mình lại cho là đúng. Cái tánh tôi á, không có cái ác xấu gì, tôi sân vậy thôi chứ đầu xong à, không có chuyện gì hết. Quý vị nghe như vậy quý vị thấy tức cười không? Cái tánh tôi không có gì hết, tôi nói gì xong cái là tôi không có chuyện gì, tôi không có hại ai, tôi không có thâm độc gì hết. Nhưng điều mà chửi người ta gục mặt luôn, chửi nặng nề, sỉ vả mắng nhiếc người ta nặng nề,
mà cho là không có chuyện gì, hay là cái tánh tôi của gì chứ ầm ầm đùng đùng chứ rồi không có chuyện gì. Cái cách mà suy nghĩ như vậy đó là cái sự suy nghĩ sai lầm, quý vị phải nhớ như vậy. Cái tánh tôi xấu xấu vậy chứ tôi được cái này, đó chính là quấy mà cho là phải. Còn ở đây cái tật, cái tâm, cái tánh của mình vốn tức là lười biếng, chấp thú, tránh né, dốt nát, ngu si, mình không có hiểu biết được điều đó. Cũng như cái người ngu mà biết mình ngu thì mới là trí, chứ người ngu mà cứ tưởng mình trí không à, là trí của kẻ ngu, là cầm cái quạt đặt đập trên trên đầu ông thầy khi có con ruồi nó đậu vào, nó là cái trí của người ngu này đó. Thì chúng ta thấy ở đây nó rất là dễ dàng ở trong cuộc đời này, cái tâm cái tật mình thôi mà mình tạo thành một cái gọi là cái yoniso manasikara hay là cái akato manasiya, chúng ta biết như lý tất ý và chúng ta biết nó tạo thành một cái thường cận, thường cận ý, thì nó là cái việc tốt. Thì cái thường cận ý đó nó là một cái, nó cái tánh, nó là một pháp hết sức là tốt đẹp khi chúng ta hướng tâm thiện pháp. Nhưng cái thường cận này nếu như nó là một cái một pháp mà xấu xa thì đó chính là một cái tai hại vô cùng vô cùng lớn. Mình sân không biết mình sân, mình phẫn nộ không biết mình phẫn nộ là rất là nguy hiểm. Cho nên khi mà người tu phải biết được một cái tâm như vậy, hiểu được một cái sự tình như vậy thì chúng ta mới có sự tốt đẹp, còn không nó rất là nguy hiểm. Nam mô Bích Thai giá, dạ đạo tràng chúng nghe, con không còn nghe được âm thanh của sư. Sư có nghe được âm thanh của con kính dâng Bích Đến Sư ạ. Dạ con kính dâng Bích Đến Sư, cảm ơn rạng đông. Dạ cảm ơn quý vị, cho tôi nhỏ xuống. Tôi không để. Dạ. Cảm ơn quý vị nhiều. Thì ở đây cái tâm tánh con người mình nó rất là khó dạy đó quý vị. Dạ. Tại sao mà người ta nghe xong được tịnh lạc, nghe dầu cho nói hàng ngàn câu, nói hàng trăm câu kệ, nhưng một câu mà nghe xong người ta tịnh lạc. Cái câu này là cái câu để chúng ta tu tập, cái câu để chúng ta dịch, để chúng ta thành tựu cái câu đó mà chúng ta tu tập phải bỏ ra nhiều cái thời gian, hay là đã tu tập từ lâu, như trường hợp thí dụ như cái cô coi như là con của cái ông trưởng giả này, là một vị tỳ kheo ni sau này đó, thì ở đó chúng ta thấy là không có đơn giản. Khi cô ta nghe được một câu, và cô cũng ta rất là trí tuệ khi biết rằng cái người chồng mà mình có giả tâm để giết chết, đã cứu sống mạng anh ta như vậy, mà anh ta còn có cái giả tâm như vậy, thì lúc cô ta khủng khiếp, lúc cô ta không còn bị cái lưới ái nó tấn công nữa, mà cô ta biết dùng cái trí tuệ, biết khéo léo kéo dài thời gian đánh lừa anh ta để thoát mạng, để cứu cái mạng của mình. Thì chúng ta thấy ở trong cuộc đời này, và chính
Vì thần nó còn nói không phải chỉ có người đàn ông mới là có trí tuệ, mà người phụ nữ cũng rất là trí tuệ. Cái chuyện này tất nhiên rồi. Cái chuyện trí tuệ hay là không trí tuệ nó không phải là được đặt cách cho một cái hạng người nào, hay là một cái ở một cái vị trí nào, ở một cái giá trị nào, mà cái mạng sống đó, cái sự sống đó nó cho tất cả, và cái nghiệp duyên đó cho tất cả chúng sinh. Chúng ta nhớ thí dụ như là con người, chúng ta không phải con người chúng ta mới khôn đâu, mà con thú nó cũng có những con thú nó khôn, chứ nó chỉ là con người. Thì con người khôn, có người khôn kẻ ngu, thì con thú cũng vậy, nó cũng có con thú, có những con thú nó có cái trí, nó cũng có cái trí của nó cũng có một cái khôn của nó, chúng ta gọi là cái khôn á. Yeah. Thì đây chính là một điều mà nó đặc biệt. Thì cũng vậy, thì cô ta vốn có một trí tuệ, cho nên qua đối diện với cái hiểm nguy cô ta biết vượt thoát của mình. Thì cũng vậy, vốn có một cái nền tảng của trí tuệ như vậy, cho nên cô ta khi mà nghe cái gì, đến khi ngài Xá Lợi Phất hỏi cái gì là một, cô ta muốn trả lời nhưng không có trả lời được, thì bạn mới hỏi lại tôn giả đó là câu, thì đó là cái câu gì vậy, thì đây là câu trả lời của Phật. Thì mới ra cái điều kiện là cô ta phải gia nhập vào tăng đoàn. Ở đây chúng ta thấy không dễ dàng mà tự nhiên cô ta gia nhập vào tăng đoàn. Cô ta nghe một câu của cô ta chứng đắc, mà ở đây muốn nói rằng cô ta có trí tuệ từ tiền thắng rồi, cho nên được cái sự khai mở, được cái sự mà chúng ta gọi là điểm á, chỉ điểm hay là khai mở cho cô ta là cô ta chứng đắc ngay. Mà chiến thắng đó cái gì, dầu cho là cô ta chiến thắng được những cái tên trộm đó, nhưng cũng không bằng cô ta phải tự chiến thắng cái tên trộm trong lòng mình. Hay là dầu cho chiến thắng nhiều coi như là kẻ thù ở chiến trường, hay là nhiều tên trộm, nhiều cái sự gian lường đối với mình như vậy, nhưng không bằng tự mình chiến thắng nơi mình đây. Thì sự chiến thắng đó mới là chiến công oanh liệt, mới là một con người tốt đẹp. Dầu nói trăm câu kệ nhưng không gì lợi ích tốt hơn chỉ có một câu mà nghe xong được tịnh lạc. Thường thường ấy, chúng tôi dạy học Phật tử ấy, chúng tôi nói thật kệ quý vị cứ cố gắng học đi, gieo cái duyên lành với Phật pháp, rồi mình có một câu cũng là xá thú rồi. Mình đừng nghĩ rằng mình học không được, mình đừng nghĩ rằng mình lớn tuổi, mình đừng có nghĩ suy nghĩ như vậy. Mà bây giờ cứ một câu nào đó quý vị cảm thấy quý vị hoan hỷ, quý vị cứ giữ gìn cái câu đó cũng là tốt, hơn là quý vị có sự suy nghĩ tầm bậy tầm bạ, hoặc là có sự phóng dật, có cái sự hiểu sai. Chỉ một câu thôi, bằng cách quý vị niệm Phật cũng phải niệm cho đúng, hiểu biết lý nhân quả, biết cái nhân cái quả, cái nhân là cái gì, có cái nhân ác, có cái nhân thiện, thì chúng ta nên làm nhân thiện, tránh xa cái nhân ác, thì thế chúng ta được hưởng quả thiện và chúng ta không có bị quả ác. Chỉ như thế thôi, thì chúng tôi khuyên họ bằng một cách như vậy. Thì cũng như thế nào, đa thư thì nó loạn tâm, có phải như vậy không? Ở đây chư Phật tử chúng ta phải hiểu, mình học được bao nhiêu mà nói mình đa thư loạn tâm. Thì giờ Đức Phật nói ta, dầu cho ta có kể nhiều, dạy nhiều pháp môn, nhưng hãy thể lấy một pháp môn thực hành. Nhưng chúng ta học được bao nhiêu pháp môn? Đây là cái câu kệ để khuyến khích chúng ta tu tập, là một điều tốt đẹp. Nhưng chúng ta cũng sẵn phải có một cái cầu học, phải có một cái nền tảng căn bản cơ sở kìa. Chứ còn số người nói thì vô hôm nay thì đâu cần gì mà phải học lý thuyết nhiều, hay hoặc học học coi như là pháp học nhiều, mà cứ vô cứ đi pháp hành đi, không biết pháp học sao đi pháp hành. Mà người nói như vậy thì người không có nền tảng pháp học, và cũng không có cái duyên với pháp học từ tiền thân luôn, mà vô biết kêu ngồi tu, biết tu thì thật không biết tu như thế nào. Mà ở đó chính là cái gì, họ không có cái duyên. Chứ sự thật ra người mà có cái duyên á, họ học ít trong hiểu nhiều, ta sẽ được hiểu nhiều, và nó khai mở nhờ cái phước, cái trí tuệ trong quá khứ á, nó dần nó sáng ra, mà chúng ta nó huệ phát
Sự thật huệ pháp là cái gì? Chính là khai mở được, chùi và lau được cái sự che khuất của vô minh, và thế là nó hiện lên cái trí tuệ. Thì cái sự che khuất đó, cái sự hiện lên của trí tuệ đó chính là pháp mà tạo cho ta được cái sự an lạc, được cái sự tốt đẹp. Chứ còn không phải là tự động cứ vô ngồi tu là giờ không cần, mình chỉ vô chỉ kêu kêu niệm là niệm à, thở là thở à, thọ là thọ à, tâm là tâm à, pháp là pháp à, tâm là tâm sao, thân là thân sao, thế nào gọi là thân quán, thế nào gọi là thọ quán, thế nào gọi là tâm quán, thế nào gọi là pháp quán. Chứ còn tôi không có cần học nheo, tôi chỉ cần biết tôi thở ra thở vô bằng cái danh cái sắc này nè, nhưng hiểu cái danh sắc ra sao. Dạ, nó nhiều lắm quý vị. Thì thôi kệ, thì người ta tu cũng còn hơn là không tu. Nhưng đừng có cho rằng như vậy là đủ. Tôi không có gì mà tôi cũng tu, tôi cũng thế nào tôi cũng chứng, thế nào tôi cũng đắc. Quá sai lầm. Cái gì cũng vậy, cũng phải có cái trí tuệ, kinh qua cái trí tuệ. Mà nếu chúng ta không có nền tảng trí tuệ, chúng ta không có gọi là Panya Parami, Upaparami, Paramattha Parami của tiền thân, thì không thể nào giác ngộ được. Mà nếu mà có trí tuệ và có cái gì, có cái Nekkhamma, có cái Panya và có cái Atthitthana, tức là có cái ly dục, hay là chúng ta biết là cái tâm mà sợ hãi cái luân hồi, sợ hãi tam giới, có cái trí tuệ và cái chí nguyện, đây chính là cái Yoniso Manasikara, cái Atthitthana, nó tạo thành một cái ý chí, nó tạo thành một cái động lực mạnh mẽ mới để sát trừ phiền não nói. Giờ ở đây cái trí tuệ mới hiểu thông được cái gì, cái danh sắc hiểu thông được cái nhân quả, hiểu thông được cái quy trình của các pháp, chứ không phải tự động coi như là tại sao tâm này nó sanh khởi lên. Vì ấy biết đây là phóng vật là cái gì, nó là tham, là sân, là si, vân vân. Thì cái tinh thần hiểu một cách phổ quát, và nó đã có một cái chứa đựng sẵn, chúng ta đã tạo dựng rồi, thì bây giờ đó chỉ cần lau chùi là nó hiện khởi. Đó chính mà cái sự lau chùi này, nếu như chúng ta có đó thì chúng ta lau nó thì nó sáng liền. Còn vốn nó không có cái đó, như cái cục đá đó, nó không phải là cục ngọc, thì có lau cách mấy cũng là đá. Mà nếu đá nó biến thành ngọc rồi thì mài dũa chùi lau thời gian thì nó sẽ trở thành ngọc sáng và ngọc quý. Còn nếu như đã là cục đá rồi mà nó chưa thành ngọc á, nó chưa đủ cái điều kiện và yếu tố để nó trở thành một cái viên ngọc á, thì có mài, có dũa, có đẽo, có đục gì thì cục đá vẫn là cục đá của nguồn thở. Đó là cái sự thật như vậy đó. Yeah. Chứ chúng ta đừng nói rằng dầu nấu nhiều kinh điển nhưng dễ vô công hành sẽ vô phần tốt hơn sống một nói một lời, hiểu một câu coi như là được cái tịnh lạc. Trời trời, đâu phải đơn giản mà nghe câu hiểu câu liền, nghe câu đó là nội công thâm hậu rồi. Một chiêu thức thôi ta đánh ra đỡ được cái chiêu đó là anh phải biết được những chiêu khác. Thì chính là cái điều mà chúng ta cần phải có một cái sự hiểu biết, cần phải có sự đề đạt, cần phải có sự học tập, chứ không phải muốn là được, muốn là có, muốn là được đâu. Đây chính là cái điều mà cho Phật tử chúng ta cũng lưu ý. Có thể nói rằng hôm nay tôi cho tôi giảng về cái đề pháp của dầu nổi trăm câu kệ nhưng lợi ích, nhưng không có gì lợi ích tốt hơn nó nghe một câu, nói một câu là ở đây muốn nói đến cái gì, tức là câu đó tức là chiến thắng cái lòng dục của mình, chiến thắng cái trộm, mà trộm tức là cái trộm đây tức trộm cái dục lạc của chính mình, tức là cái lòng tham ái của chính chúng ta. Thì chắc chắn rằng ngày mai chúng ta sẽ được nghe giảng nhiều rộng cái câu này, bởi vì nếu như ngày mai trọn vẹn cái câu thứ hai đó, nó dễ giảng hơn. Rồi dù chiến thắng ở bãi chiến trường không bằng tự chiến thắng mình, người tự chiến thắng mình là chiến công oanh liệt. Nó có cái phổ quát, còn đây chỉ là một pháp, đó chính là cái gì, đó là một pháp tức là một pháp chiến thắng mình, mà chiến thắng cái lòng dục, cái lòng tham muốn của chính mình, tức là cái giặc phiền não của chính mình, tên trọng phiền não của chính mình là như vậy. Tôi xin có đôi điều coi như là gửi đến quý vị như vậy, bởi vì hôm nay chúng tôi cũng hơi bị khó chịu chút xíu, kính thưa quý vị. Xin
Để dừng lại cái thời giảng thuyết ở đây, nếu có địa chỉ sẽ tất kính mong toàn thể quý vị quan kỹ cho. Kính dân Phước Lành đến đệ tử thích tới đại thiên vương các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, dân Phước Lành đến các vị chư thần chư thiên tại chùa Quảng Nghiêm, chư vị chân linh dắt trên ký linh tất cả những chúng sinh tại nơi đây và cũng như ở nơi nhà của quý vị được an lạc, được tấn hóa, và mong cho tất cả chúng ta luôn luôn có sự tu tập, luôn luôn có sự tấn hóa để chúng ta tạo nhiều pháp độ để mai sau gặp được coi như là chư thánh hiền tăng hay là gặp Phật để chúng ta sớm giác ngộ giải thoát sanh tử luân hồi. Nam mô Bổn Thầy Giá, Nam mô Tham Mà Giá, Nam mô Sa Giá. Nam mô Bổn Thầy Giá, Nam mô Tham Mà Giá, Nam mô Sa Khà Giá. Sa thú lành thai, chúng con thành kính tri ân thượng tọa Tuệ Quyền đã thuyết giảng nhân sự và ý nghĩa câu pháp cú số 102 cho hàng Phật tử chúng con hiểu rõ và cố gắng thực hành theo những lời Phật dạy, hầu thoát khỏi tử sanh luân hồi. Sau đây chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa minh hạnh chúc phúc cho đạo tràng để cho chúng con được trọn đủ phước báo. Còn kính dân bích tín là sư. Quật tu sắp mang lăng rạch khăn tu sắp bề đề quật ta sắp bà bùa đà nữ hòa quê nè sà đà sà thi phong quân tùy tê. Quật tu sắp mang lăng rạch khăn tu sắp bề đề quật ta sắp bà thăm ma nữ hòa quê nè sà đà sà thi phong quân tùy tê. Quật tu sắp mang lăng rạch khăn tu sắp bề đề quật ta sắp bà sang khá nữ hòa quê nè sà đà sà thi phong quân tùy tê. Tất cả phụ hạnh có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ huệ đức của chư Phật, do nhờ huệ đức của giáo pháp, do nhờ huệ đức của chư Tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thu lành thai, chúng con thành kính tri ân thượng tọa minh hạnh, chúng con thành kính tri ân chư tôn đức đã từ bi quang lâm đến đạo tràng chứng minh cho lớp học được thêm phần phước báo. Chúng con rất hoan hỷ sự hiện diện của quý ngài, chúng con thành kính chúc quý ngài thân tâm luôn an lạc, an vui trong đời sống phạm hạnh và đạo quả sớm viên thành. Kính cảm ơn quý bà quý cô tu nữ, kính cảm ơn quý đạo hữu anh chị em đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Kính chúc tất cả quý vị hiện diện trong đạo tràng luôn an lạc cát tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Kính mời toàn thể đạo tràng lắng tâm thanh tịnh để hồi hướng phước báo mà chúng ta đã tạo được ngày hôm nay đến với chư thiên, các vị ân nhân, cha mẹ, thầy tổ, bà con thân bằng quyến thuộc đã quá giảng hoặc còn hiện tiền luôn được an vui và sớm được đoạn trừ phiền não khổ đau. Sau đây con xin kính đọc bài hồi hướng phước đến chư thiên. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều, long dương thần lực có nhiều, đồng sinh quan hỷ phước điều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, nguyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Phước lành con đã tạo ra, các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện thành tam độ để vào thiện căn,
sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, hễ làm chuyện tốt sẵn sàng, mỗi điều hạnh phúc thành đoà nhân duyên, giúp cho phiền não xuống yên, trở mau giải thoát kế liền kiếm sao. Nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Nguyện cầu tam bảo từ hạnh độ, nguyện thoát ba tại nước lửa binh, nguyện thải chúng sanh khỏi quan kết, nguyện cho nhân loại ráng tu hành, nguyện gìn tam hồng giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham hao lợi danh, nguyện tu tịnh tâm không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Y đằng đồ nha, tỷ năng hộ tu su khi ta hôn tù nha, ta vô. Y đằng đồ nha, tỷ năng hộ tu su khi ta hôn tù nha, ta vô. Y đằng đồ nha, tỷ năng hộ tu su khi ta hôn tù nha, ta vô. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã qua giảng, cầu mong cho các vị ấy nhận được sự an vui. Y đăng qua ta mê quýt nhân, hà sao qua kha gia qua an hô tu, anagate ca lê. Xin do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày dị lai. Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến là kết thúc. Ban điều hành rung pháp cú kinh chuyên đề xin phép đóng rung xong trong vài giây phút tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai như giờ thường lệ, từ 17:30 đến 20 giờ giờ Việt Nam. Thành kính tri ân đạo tràng, kính chúc tất cả được an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Tự Phụ Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Dạ con, anh thấy chị Nhật Quỳnh giơ tay, em mời chị nha. Dạ, sa thú kính cảm ơn sức trạng đồng.